ngồi chơi thôi. Nghe cái chân nó phải ngửa lên để chi lại để cho cái cơ này, cái đường cơ này nó thẳng, khiến nó chạy cho nó đường từ trong cái xuống. Có tay mình để vậy, thấy không? Làm sức đại này hơi cao chứ để đúng nó để nó thấp, càng thấp càng tốt. Theo cái cho nó giảm cái chống con mèo nó duỗi thôi, dựng nhẹ thôi, nó đứng lên thôi. Mà cái cọc thì kế sát cái cọc này. Đó, thật vậy em có bọc thì cẩn thận phía sau có cái ghế là nó tuột thì nó cứ bịch ngồi xuống hay là làm cái giường hay gì vậy? Có nghĩa là càng cao là càng cao. Ờ, thật ra thường thường cái quan cảnh đấy nó có gì thấp thấp như này. Nằm gì thấp như này. Cao giờ thấp như này. Khi nào nó tới đây là ngon. Cái thang bọc cái bọc chung. Ở đó, em cứ cứ duỗi thẳng là hồi nó đã dễ chịu. Không thở bình thường. Cái công cấm cấm nín à. Tại vì mất tất cả loài thú nó được thở bình thường, có con mèo nó tắt mắt lăng nó cứ làm thôi. Ờ, cái hành động này em cứ để mình để luôn, để một hồi thở bật đều là hồi thấy gì vậy, có đứng này rồi đứng lên thì ngược thì cầm lên nó đi bới cái cầm này, để ý con mèo nó làm, con mèo làm sao làm chắc y vậy thôi. Động tác của loài thú là ghê lắm á, bởi vì hoa đàm nó gọi là ngủ cầm hết. Ngồi đây là còn có anh này đọc cái bài này, bài này bài đi chữa. Cái bài này là tẩy tùy kinh mà nó bài tẩy vỉ, bài thất truyền. Thầy nói là học thì kinh xong rồi mẹ học tẩy tủy để nó mới đương nhiên nó mới hoài hòa đâu. Tẩy tủy là chữa suy thận, bài này nổi tiếng nhất thế giới là chữa suy thận. Hiện nay là bốn người tập này hết rồi, bốn người mà người bị ung thư thận cũng tập bài này hết. Bài này là bài anh đang tập, nhiều người rất coi thường, nhưng mà cái tại mình không hiểu bên trong nó chạy cái gì. Cái nó những vĩ nhân mà tìm ra, giống như bây giờ tại sao Bill Gates nó bị bấm vô là xài được. Nó nghĩ ra giờ em tìm hiểu cái máy, cái điện thoại chạy cái gì, không cần biết, nó sẽ chế rồi mình xài thôi. Còn em mà hiểu cái bên trong nó vận hành thế nào, em giỏi lắm. Cái chuyện đó của khí công sư mấy ông thầy cái công nghiên cứu cái kết quả hành động đó. Còn mình bây giờ ông mình cứ tập mình hết cái tập đi. Còn dở mới mẫu giáo rồi đòi lên đại học tiếng công. Nhiều người cứ đòi tìm hiểu tại sao cho hết. Mày học 10 năm nay mày hiểu, nhưng mà cứ mình có phải là mình có phải môn của mình chứ không là mình nghề. Mình nghề em là nghề bác sĩ, anh nghề kiếm tiền. Bây giờ giờ học kinh tế công là những nghề kiếm công, nghề của tao. Tao chỉ mày thì mày học nghề mày biết đi. À, hiểu tức là vô bác sĩ, vô bệnh viện bác sĩ nó trị mà hỏi tại sao ông phải làm cái này, hỏi gì nó biểu nằm xuống chết, cái nằm xuống cho nó chết đi, sao ông phải chết tôi, sao ông phải khách, ông phải đo mạch máu, phải tắc mắc cái gì mà vô đây tao làm. Trừ khi mình vô ngành khí công thì mình mới trao đổi với ông thầy. Mình trong ngành khí công luôn, mình cũng 20 năm trong ngành khí công thì mình trao đổi với ông thầy. Còn mình mới mẫu giáo vô thắc mắc cái gì. Trừ khi ông thầy quá dở. Nếu ông thầy thành công thì phải nghe người ta hết. Gặp một người mà họ đã thành công, ví dụ thằng sửa xe nó giỏi phải nghe lời thằng sửa xe. Chứ giờ mình cãi cái gì, mình không biết gì hết. Từ từ thành quả hay không, tự cơ thể mình thấy nó khỏe hay không mình biết, chứ cần mình nói ông thầy. Thầy bữa trước có coi cái clip này này. Thầy có nói cái máu với cái khí nó di chuyển là sao này, cùng chiều kim hồi cùng chiều kim hồi đó. Máu khí đi khác nhau nè, em tưởng tượng nè, cái bình cái ly nước em đổ nước vô, nước nha thì cái mặt nước nó dâng lên, nước nó dâng lên nhưng mà khí nó giảm đi, là cái không khí trên nó thụt lên. Đó phải hiểu vậy là ra mà em cái bình nước, dù cái mức nước ở đây, cái mức nước đây em đổ nước thì mức nước nó lên thì cái không khí trên cái mặt nước này nó giảm đi. Cái không khí nó giảm đi thì khí nó y chang vậy đó. Mà khí trong ngành khí công đừng nghĩ nó là năng lượng, mà đừng nghĩ nó là cái không khí hay là một cái hơi, không phải. Mình đó là dùng một cái mô hình đấy mình để so sánh hiểu, chứ mình không hiểu nổi nó đâu. Nó không phải vậy. Khí em tưởng tượng nó là một thông tin đó, giống như hai điện thoại nó liên nhạc nhau bằng khí, là cái thông tin nó bắn qua mà lại mới đi bằng dạng sóng, chứ phải đi đường thẳng. Thành ra nhiều người cái hiểu khí sai ra. Bây giờ mình chỉ biết là cái gì, có sức khỏe, tập có sức khỏe xong, đừng hiểu cái khí nó chạy trong người thế nào. Khí chạy gì, ví dụ như em có tài năng anh đánh máy vi tính nhanh, có tài năng đánh vi tính lò, hỏi em vận khí anh đánh máy hay đâu có, tao tự tao làm mà. Thì nhiều người nói khí công phải vận khí, không có vận khí, anh cứ làm hoài thì bệnh hết thôi, đừng có nghĩ cái khí nó vận cái gì.
cái đó là thằng Kim Dung nó viết cái tự nhiên mê theo, cái nhà văn mà nó phải thằng thực hành đâu đó. Bây giờ mấy cái bài mà cũ có tắt mình hỏi hết xong thêm thầy bị cái này nè hút tao bỏ tan hết tao bỏ sưng cục nó tan hết cái tức em tập nếu đúng này. Em tập chừng 3 tháng tan hết mấy cái cục lồi cục gì tự nhiên nó biến mất đây mấy thằng nó đưa lên rồi có mấy thằng dần võ sư nó có một cái cục gì nó lồi cục đây nè ba thằng ôi má hồi trước giờ nó đi cắt đi dùng bác sĩ tây y cắt dục nước mọc lại rồi những người một cốc nhẹ tập bê tan hết trong khi một cốc không bao giờ là trị được mà mọc tập hồi đó nó tự biến mất hết cục chai nữa là cục lồi xương nó sưng cục nó mất không có lo. Ủa mấy cái động tác mà ba hơi thế này, là mình thở sâu hay là mình... Thở bình thường đó, cái đó là bởi vì cái đó là em lệ thuộc vào vô ngành yoga. Thầy cái học cái tại đây kinh thứ ba là chọn dạy hay là dạy không phải? Là nó đứng thấp, tức là phần kiến thức này dạy thì lúc này nó đứng nó xuống thấp chút thôi. Nhưng mà không chọn đó thôi. Cứ nhó, anh xuống thấp nữa nè, nhó lên chút. Anh xuống nữa là nhó, nhưng mà anh xuống nữa là đâu có nhó, anh xuống vậy nè. Tức là nửa người đứng thấp bằng ứng dụng người mình cao đứng một nửa đó thấp nó vậy rồi tập cái này đang quay lắc còn nó sai cái sửa lại tập cái này sao thấy cái vụ mà cái này có chạy đây ngờ tin không có sao có nói không tình dục hả cái vụ mà thấy cái gái nhiều mấy bữa đông lưng tập xong thấy hết đau rồi đương nhiên mạnh lại tại vì cái thường thường cái người làm ông cái thận á là nó khi mình làm việc nhiều nó bị bầm ở trong máu bầm ở trong bây giờ nó khỏe là hết rồi không có nhức lưng mấy bữa đau nhức lưng á tập mấy cái kia nó hết rồi tập mấy chân tự nhiên chút là nó hết bắt nào hết liền hay còn mấy cái kia ví dụ như tập thì thế cái này thận cái lưng thận của em muốn vậy tức là hồi trước khi người mà không có thận không có bị thận á nghĩ tới đường dục á không có sao chứ khỏe nhưng mà cái người mà có bị suy thận nghĩ tới dục nó nhức lưng lắm nó thẳng vậy đó nó nhức như thế này như vậy làm sao có hạnh phúc với tình dục không có hạnh phúc về hôn nhân rồi thành ra cái phải chữa ngay không thôi là mất chồng mất con mất vợ luôn đó. Mất cái hạnh phúc đó nguy hiểm lắm nhiều người coi thường cái nói chuyện bình thường giống như bữa ăn cơm ăn không ngon thì không thèm ăn nữa. Ủa chứ chồng em đi xe máy nhiều bị đau lưng rồi bị lưng như này ổng bị cái đó luôn ổng biết thận luôn thận luôn thứ có hai trường hợp xảy ra em một người bình thường suy nghĩ đi ổng làm sao đau xương rồi còn trẻ mà chỉ có bên nội thương thôi là trong tạng nó bị nếu mà em dễ mà giờ ổng bị đau lưng em xuống massage mà không hết là nó nếu đau lưng mình massage hết thì cái lưng nó bị đau xương đúng không em tan máu xương là hết nó tan là vẫn còn đau trời cha bên trong rồi đó cái gì nữa lái xe nhiều chưa chắc nhưng mà cái thận nó bị chứ không phải đau lưng sao không hết tại vì em massage cho ổng không hết tức là ổng đau thận đấy có thể là không có hiểu mình cứ khó nói lắm cái chuyện nói chuyện gia đình của người ta mình đụng vô rồi khó đó em tự em tìm hiểu với ổng nếu ổng sai là em la ổng thôi yeah. Cái chuyện đó là dính tới thận đó yeah. Thận là dính tới tình dục đó tình dục ổng có thể là không điều hòa hay là ổng bị ức chế nó thành ra đau có vụ là ổng đều tháng 3 lần bây giờ biết có 2 lần là ổng đau á chắc chắn nếu mà ổng ức chế là ổng đau à ừ cái gì nữa giống như em ăn bình thường ăn ngày 3 bữa hôm nay bữa 2 bữa thì nó khó chịu vậy cái bụng nó cũng đau à ông bị hạn chế đó mà bây giờ ông đi ngoài là ông cũng chết tức bởi vì nó khó cái người đàn ông với người phụ nữ có nhiều cái khó nói lắm bây giờ thằng đàn ông nó cần đều nữ nó tao tao không cần để chất cha thằng đàn ông rồi nó thẳng cái tình dục như vậy nó thẳng cái niềm người lớn mà không có ngại vậy hết cái gì nữa mình làm vậy tội chứ tội cái người chồng mình chứ mẹ giờ ông chịu không nổi anh ráng nhịn em biết cái đó là cái tình trạng nó không phải là cái nhịn bình thường nó nhịn về tinh thần và vật chất cái vật chất đã không sao mà bỏ được làm sao đi điều hòa đó là cái chuyện phụ nữ phải làm sao cho ổng điều hòa là chuyện người phụ nữ phải kiếm cách chứ để cha tự lo sao tao lo được nó âm dương mà mẹ tao dương tao tự lo âm không có mà tao lo đó là nó phải suy nghĩ. Còn nữ mình vậy, mình mà yếu cũng chết. Nó phải đều. Cứ theo khuyên nguyên tắc trời cho mà. Yeah. Tự nhiên cắt thằng đó phải duy trì để nó cái tập. Rồi cái thực còn mấy cái thực khó. Cái đó phải thả gót xuống đó. Bị duỗi cái
cái tay là ướng cái lưng ra, cho cái lưng nó thiệt thẳng vô, khiến nó thông từ cái gót lên cái đỉnh đầu mới được. Cái ngón tay cái nó bị cứng là sao vậy thầy? Hai ngón tay cái phổi bị phổi thầy. Ừ, dễ lắm. Không, trong Phật khí công Phật gia nó không có gì cái bí quyết của ngành ngành khí công á. Hình vuông á, là sức khỏe, là của Phật giáo, là chữ phạn, nghe không? Còn đạo giáo hình tròn, cái gì mà múa tay nó không có tròn tròn là bệnh, cái tay mà không làm hình vuông được là bệnh. Đó, hai cái bí quyết trong cơ thể, vuông và tròn, tức là bánh chưng bánh dày á, mà cái ngàn đời đều nói trời và đất. Cái này là vuông chứ thầy? Vuông chưa chưa vô nhó em bé nó cái mũi nó hơi chinh chinh ra, thấy không? Nó không, nó không có thẳng này, thấy thầy không? Còn em này về nè, kéo vô nó bị cứng nè, cứng làm bệnh, nó rất đơn giản. Trong cứng khi... nó cứng cái đây nè, thì nó là bệnh. Bây giờ làm sao cho mềm, nó cứ tập cho mềm ra hết này, là bị phổi nè. Phổi, phổi là mẹ của thận. Em bị thận bị phổi chứ, nó chạy đâu? Con bị mẹ không bị hả? Con mình cái gì là mình phải lo, thì cái phổi nó bị ta lây. Thế nó thì nó lấn qua phổi, em phải làm phổi mạnh. Mẹ đẻ ra con kim sanh thủy mà, trong trong ngũ hành phổi mạnh là thận mạnh. Bây giờ thận mà yếu một cái là phổi có chuyện. Là em thấy là thở nó không có đã, nó thẳng vậy đó, cái hít thở nó không có đã trong người, làm như tiếng teo. Cái người bị thận như vậy đó, là như mình hít sâu không có được, hết tới đó nó cho hít nữa, mình đòi không khí nó không cho vô. Nó trong người cảm thấy có hiện tượng kỳ kỳ vậy đó, mà không trả lời được. Mình hít sâu làm như cái phổi nó không cho vô, hít nữa nó làm như ngập ngọt, không cho chứ sâu. Còn người khỏe được, còn mình hít đó, nửa đường làm như hít nữa nó không cho vô, là cái phổi nó vậy đó. Tức là cái độ trương nở của tất cả cái phổi mình, cái ống nhỏ nhỏ của em không phòng to được, nó tới đây nó hết, nó không phòng nó nổi. Nó không có lực, mà lực phòng lên là thằng thận cấp cho nó. Tất cả tế bào trong hoạt động trong cơ thể là thằng thận cấp lực, cấp sức khỏe cho mấy thằng kia hoạt động. Bởi vì thận yếu toàn cơ thể yếu hết, cái gì cũng yếu hết. Mà thận đầu tiên nó mạnh là phải cấp hơi thở, nó cấp sức cái sức khỏe cho phổi để nó hít thở sâu được. Hít thở sâu đây không phải là hít thở nhiều, mà nó hít cho đủ oxy cho sàn các tế bào, nó hút không đủ thì chết mẹ. Mà hít không đủ bắt đầu đủ thì bệnh nó xảy ra. Thận là số 1, số 2, số 3 là gan, 1, 3, số 5 là tim, số 7, nó 7 lần. Em thấy cái ngày xưa nó nói rất là ghê. Thận bỏ rồi 1 á, thì gan phải cần, nó cấp, nó tạo sức mạnh 3 lần cho gan, tạo sức mạnh 5 lần cho bao tử, tập sức mạnh cho 7 lần cho phổi, 9 lần cho tim. Tức là thận nó nhúc chết một cái, tim đập 9 lần. Ghê chưa? Bởi vì tình dục gần, tim đập cấp 9 lần. Thận nó nhúc chết một cái thôi á, là tim phải hoạt động 9 lần. Mà thận nó nhúc chết một cái, phổi phải hoạt động 7 lần. Thầy, cái thứ tư là đứng vậy hay là đứng là vậy? Thấp, đúng rồi, thụt, trụ cái gót xuống thụt lên. Thụt một cái thôi, thụt một cái, xong thả lỏng. Thụt một cái nữa, thẳng tay, thẳng một cái cùi chỏ, cái tay mà không thẳng được là có chuyện. Đó, thụt ba cái, rồi cái vui xuống để chép thẳng vòng tròn xuống. Nó kéo xe ông chuông xuống đất. Đó, rồi mới kéo lên rồi thụt. Rồi kéo dưới, kéo lên giữa rồi, thụt một cái thấp thôi nè, thụt cái vậy. Xong. Cái này nó không có thụt mà nó làm cho giãn gân này nè, cái kỹ thuật này nè. Thứ tư là đứng dậy để thấp vậy nè, thấp giống nửa bán cân cục nè, cục đó, thụt cái đã nửa phần thôi. Cái thứ hai vũ, tức là một cái lên nửa phần tới cái đầu cái sọ lên thôi, tức là để kéo nhanh lên cái ngừng, giờ kéo nhanh thẳng tay mà ngừng rồi mới rớt xuống. Để chi vậy? Cái này khi nó để ra anh thụt lên cái khi món biết nó ra cúc, rồi anh thụt được cái món huyết lên nguyên cái tay, rồi anh phải quơ cho nó tan ra, nó có ý tan ra chứ nó không phải ngu đâu. Tức là khi cái tay mình để vậy cho nè nè, hất cái máu nó thụt lên chút, thụt cái mạnh nó đi thẳng ra luôn, thấy không? Khi đưa lại tặng nó dùng những cái ly tâm phất nó xuống cho nó đã đóng lại, rồi kéo vô lại làm cả, nó có ý vậy. Với lắm từ từ anh làm nhanh nữa không có đạt. Khí huyết, khí là cái hơi, huyết là cái chất lỏng. Ví dụ trong người mình
máu đi bằng áp lực chứ không phải là tim nó hóp đi nha. Tay hỷ xạ, máu đi bằng thông tin, tất cả hộp máu từ tim ra, mỗi hộp máu tới một tế bào, chứ không phải hộp máu đi tất cả khắp nơi. Cái hộp máu này tới nuôi gan, mà nuôi gan dễ dàng, giống mình ở thành phố cái đường hàng triệu xe đi đâu phải ai cũng tới nhà một chút. Người này đi nó mới đông vậy thế, tự nhiên ra hết tới nhà một chút, vô lý, nhiều người không hiểu, thấy máu chạy tưởng máu nó ra hết, các bạn thân không có đâu, thằng ấy tới đây thằng kia tới kia, nó kia vào trong nó trở về, nó ra hết động tay chắc bể động tay, người không có hiểu, cái máu tưởng là nó ép, nếu nó ép vậy chỗ này chích cái xịt năm thứ. Nó mạnh lắm, nó đi bằng thông tin, nó tới ngay quẹo kia. Nó đi nhiều quá thì nó lỗ nhổn, thành nó gọi là áp huyết. Chứ đâu phải là cái tụi nó đi là tạo cái áp lực đó. Nó đi đông quá thì nó đông lên. Giống như mở cửa nhà, người đi đông ở ngoài, mở cửa ra giống như là sông nó chảy ngoài đường. À, ôi kì, nó chạy xe không, nó kêu như là nước chảy. Từ cái nói cái đó là áp huyết. Nó huyết cái khỉ, nó đi đông quá nó thành vậy. Nó cái thịt bàn tay mình á, nó có 6 cái nhịp lận. Nó phải có một cái nhịp tim thôi mà đo. Thằng Mỹ nó đâu có một à. Nó sai mà nó không biết. Bây giờ nó biết rồi, nó làm sao nó sửa đâu. Lỡ rồi, nguyên cái hệ thống hạ tầng của y khoa của Mỹ nó đi theo cái đó. Bây giờ sửa hết rồi. Nó đổi hết tất cả nhận thức về bệnh hoạn của nó. Hồi trước nó quy định 70 là bệnh gì, 80 bây giờ bỏ hết. Thì bỏ hết tự nhiên thế giới, ủa sao tự nhiên mình ngưng người ta lấy gì tao xài. Nó chết mẹ. Cái hạ tầng nó sai hết rồi. Bây giờ nó phải có 6 cái máy đo, 6 loại áp huyết ở cỡ tay. Cái hệ áp huyết là 6 cái nhịp đập, tức là cái đời, cái nhịp sống của 6 thằng tạng nó báo lên cái kinh nghiêm nhất này này. Đấy nghiêm nhất nó kết luận. Nó kết luận là của nhà bác sĩ chứ không phải người thường biết. Bác sĩ mấy thằng bắt mạch ngày xưa nó rờ mạch nó biết bệnh gì, chứ là người thường sao biết. Cái đó dành bác sĩ, người thường không xài được. Nên đưa người thường xài, chết á. Cái đó khó chữa, nhưng mà nó chịu tập hay không? Nhiều người cứ nói là chứ nó cái đó là không có cái gì mà không chữa được. Hút xong rồi bị dẫn đến bị suy thận. Bây giờ chỉ xong phổi rồi. Bây giờ nó không có chữa được, tay y nói thẳng cái gì không chữa được nó cũng nhận, nhưng nó đẩy chị tới cái bờ vực thẳm, chết dần thôi chứ không cứu được. Tại sao theo nó nói chữa, bây giờ hỏi lupus, nó nói không chữa được, thầy biết mà lupus qua đây có thằng Thái Lan qua đây chữa. Toàn thế giới không chữa được bệnh này mà. Bây giờ bỏ tay y đi theo nó ấy mà không dám. Sao vậy? Mày nó đi, có người đi một vòng hết thầy thì mày tới nay mày tập đấy. Cái ngày xưa em nhớ câu nguyên tắc của đồng y trong khi cầu nó nói gì? Không có gì giết được sự sinh tồn con người hết. Không có gì giết được. Nếu mà nó giết được thế giới, bây giờ mình nó còn ngồi đó. Bệnh gì ra nó cũng cơ thể nó chống được hết. Nhưng mà mày không biết cái nơi nào, giống như em muốn bán nhà với thằng mua nhà không bao giờ gặp nhau. Em tham vô, nhưng mà em phải đi, phải đầu tư em kiếm mới ra cho em ngồi chỗ em chờ. Nhớ nguyên tắc trên đời sự sinh tồn không bao giờ mất sự sinh tồn, tức là sự sinh tồn là mãi mãi bất diệt. Bởi vậy mới gọi có sự tồn tại thế giới. Nó có thế giới còn đâu, tức là mà thật ra sự sinh tồn là do cơ thể mình kháng tất cả loại bệnh được. Nhưng mà trong tỷ lệ 1.000 người có thằng khác nè, mình không lấy thằng đó làm mẫu, leo mình cứ lo mình không à. Kiếm bây giờ khi dịch nó tới có thằng nó không có bệnh, lấy mẫu chức năng giả là, nhưng mà không kiếm ra. Nó có cái phim mà flu của thằng Hàn Quốc cao, mà khỏi cái con gái của cái bà bác sĩ, nó lấy cái mẫu của thằng bệnh, nó chích vô thằng con gái nó không bị, lấy mẫu nó chữa hết nè. Thì lúc đó là phải người sáng suốt phải tìm ra cái gì, lấy nó chốt đốt luôn, chết mẹ cái thằng mà nó kháng cự chốt đốt luôn. Nó nằm trong người mà tất nè, em thấy tất cả vaccine là gì? Là người ta chống bệnh cho phải vaccine. Bây giờ con cái bây giờ người chích vaccine, bây giờ nó có ba trọng vaccine, nó phải là cái đó nó chữa bệnh, nó chỉ cơ thể kháng lại cái đó, chống bệnh nó được, đưa con vi trùng yếu rồi nó biết cách thế thôi. Bây giờ tập khi công là tập kháng bệnh chứ. Bây giờ có nên chích vaccine không? Vaccine gì? Vaccine cho em bé. Em bé bây giờ tay y nó bắt rồi em phải chịu, bây giờ em chết. Mà hồi trước nhớ như hồi thầy còn nhỏ chích, mình có cần phải chích nhiều này là... đúng là nó cần, cái con mình khỏe đâu cần. Như thầy hồi bé bà già chích con cái còn cái đốm trọng tròn này hết rồi, bà lấy con cái mẹ bây giờ chích mấy chục cái lần này mà chích quá trời quá trời luôn à. Con mình nó bệnh lên mình xuống chết mẹ luôn, chắc gì có không.
chích mũi 1, mũi 2. Đó, vậy như cái đó là chưa biết, cái đó là tùy cái sức khỏe con mình đoán ra thôi. Tại nhiều nhiều cái bệnh nó kháng được để cho kháng chứ. Xong. Số 4 hả? Rồi số 5, mày muốn lại bài số 5. 5 chào bạn. Chứ 5 là nên tôi chịu bài số 5. Số 5 là 6, 7, 8 chứ. 5 là... 5 là... 5 mày số 6 á. Số 6 á. Nè, số 6 là như vậy. Thấy cái máy của mày chỉ bài số 6 xong là chỉ qua em là ông tập bài số 6. Dạ. Tập này số 6 đó vậy. Đó, bùng rồi. Nó xuống thấp. Nó cũng xuống thấp đi nóng vậy. Bây giờ nó quay luôn này này, nó quay trên bậc nha, thẳng nha. Bây giờ nó, cái tay nó giờ nè, cái ngón nó nhón chân chịu không bằng nó, trời. Cái này to là cột sọng không nhưng mới làm nổi chịu, cũng nhón chân, không có bè. Vậy sao, đứng lên nè, hai tay cho bánh này. Còn một thứ ba, nó dùng ba ngón tay nó chậm, nó đẩy người. Cầm hết cái món chân sau để nhỏ chân này. Cầm lưỡi cái này. Cái này cái hình thức này vậy. Nhìn nó quay qua. Nghe không? Cái này để qua này. Rồi xếp. Cầm lâu cũng tốt. Rồi phanh này. Xong này. Chỗ mình vẫn chạy marathon chuẩn bị này ngược đầu lên không đứng thẳng lên quay vô bên này chiều giữa cái này giống cái thứ năm nóng vậy sắn hai chân mình chịu một nè một đây mười à mười cái hai ba bốn sắn nhẹ chứ không dùng lực. Cái lưng cái này nó cao lên cái cột sống nó sống thì sống hết sống chân sống cột sống sống cả sống toàn bộ người cả sống đổi bên bên này như này sống tay sống cột sống sống chân luôn người cả khi cộng tập chút là người nó khỏe ra liền bất cứ động tác nào người cả. Xong cái nó quay về giữa để kiểm tra cái độ lung đứng lên ngay trục giữa cái tay kéo lên cái xuống hai cái bên nhóm cho quạt hết cái hai về và xong nó đứng lên về vậy đứng đều. Rồi tôi thấy hai cái như cái hai là sao nó như thế khi nào nó êm à, êm của người này cho người thả thả vô hoặc có thể vô và chân thành tục giữa sao đều ngồi sẵn chưa đó êm hết êm tập mình đứng lên thứ sáu xìa xỉa khi nào nó hết lên đau kẹo đứng vô càng tông càng tốt. Cái này có nhúng cái này có nhúng nhẹ không? Không ngửa ra thôi không nó khác chứ mấy cái động tác trước động đi đó sức sắc em ơi. Em lên bài số 5. Em quay lại. Em quay lại. Cái số 5 của em nha. Số 5 đây. Số 5 nó có 3 động tác. Có 3 động tác. Đứng dậy. Xoay vô nè. Hai bàn chân đứng dậy theo. Xoay vô. Hai tay nó chèo. Em có bầu nên cần phải giơ cao. Cái này nó giữ thăng bằng. Lần nữa là sao? Cái động tác. Cái này thả lỏng
người mà không có bầu thì phải dơ, nhưng còn em sợ bầu sợ té, không cần phải dơ lên. Dơ là dơ tắt nước. Hồi đó cái này mình làm chưa có tập hết, mềm. Xong giờ để đây, cái này hình vuông. Cái tay này khi nó lên, nè, tắt nước nha. Đầu nè, bấm nè, đưa vô cái này nó sống vậy, sống nhẹ nhẹ. Đó, vậy để nha. Cái này thì sẵn kéo hai cái vai là hưởng cái lưng, hai cái vai kéo thẳng gần cái đầu đứng thở ba hơi vậy. Một hai ba là căng á, ngừng đứng thẳng. Một hai ba thư giãn thở thu cọc. À. Rồi giải thích lại cái động tác này. Động tác này là thực thức thứ năm để nó làm cho cái tim nó khỏe. Mà cái tim nó xung quanh ở ngực nó có một mớ cơ bắp. Ngực phụ nữ là rất là nhiều thịt và cơ bắp để nó chứa, nó làm mịn máu để đem thu nó. Giống như xe ông đa nó bu xung quanh cái tim. Sau đây nguyên cơ bắp nó đóng lên. Rồi cái động tác này nó xoắn về nó dồn máu này. Rồi cái nó banh ra máu nó dồn vậy đó, nó đẩy hết máu vào mình, những sự sợi tơ nhỏ xíu của máu trong mạch máu ngực mình nó tan ra. Cái này nó trong nữ nó ngừa luôn, ung thư ngực, bú ngực, bú nó ngực, nó là cửa bú rồi ngừa tuyến giáp. Bởi vì người nữ hay bị tuyến giáp đau tức cung, thì cái động tác này nó làm tan hết cái vùng máu bầm xung quanh, cái máu đen nhỏ nhỏ trong sự là nó ngửa ra, thì nó phải khi mà nó xoắn vậy là nó ép máu từ đây vô đây. Nó dồn như này, mình banh ra vậy, máu nó lan rồi nó làm tan cái máu này. Cái lưng mình phải chậm không cho nó lan xuống dưới, ép lên, dồn như này. Dồn nó đầu để thở ra. Ở ba hơi nè, thấy không? Xong đứng lại, cho nó giữ ổn định, tức là lúc mình quấy cái nước nó tan, nó dồn máu vô, dồn. Nó bung ra cho máu nó ngừng lại, càng là ngừng. Rồi cho nó nghỉ ngơi. Rồi thu công. Thu công tức là thu vén cái hành cái công việc làm ra một lần. Thẳng cái này để duỗi thẳng thu công, thẳng là tự căng. Ngưng là để ngang. Rụ về. Đó động tác thi công phân cách rõ, chỉ là căng, ngưng mềm tức là làm ngưng nghỉ này. Làm ngưng. Có thẳng cách thực hết á. Thành ra nó hay giải thích bằng cái vòng tròn. Tức là con người ta làm cái 8 tiếng làm, 8 tiếng ăn uống, 8 tiếng nghỉ ngơi thì mọi động tác thì không phải cho tất cả cơ thể hưởng được cái đó. Làm lại cái động tác đó nha. Cái này làm cho cái tay nó mềm nó đứng dậy. Có nhiều người cứ bơ cái tay vậy không được nè, thấy cái tay nó ngửa rồi, ra giày bơ không được nè, úp lên nè, thấy không? Để cho nó giãn hết cái mạch máu trong ngực, dồn trong ngực thôi. Rồi bây giờ mới tập cái bấm nó này. Để cái tay sống từ từ cái chân này nó không cho máu xuống dưới kẹp nè, vậy nó đã căng cái tay dồn máu vào ngực, thưởng lưng, thưởng ngực, nóng lòng là trong người áp lực nó tan, cái đường thở đều không oxy cho cái gì căng nó, xong đứng lưng ngừng đứng yên thẳng người lên, cuộc sống thẳng đứng thở ba, mình lấy chuẩn ba hơi thở bình thường, xong rũ xuống thở ba hơi bình thường. Nếu mà tay mở tắt xong thu công để tay em thu công cái toàn thân căng một lần, ngưng một lần xả này. Các toàn thân căng này, thấy không? Giờ nó căng thấy không? Ngưng nè, thả đó, bên phải nó làm vậy đó. Một hai ba thở, một hai ba thư giãn thở bình thường, một hai ba lấy tay chân nó đập thu công chấp tay căng người toàn thân nè, căng ngưng à, đó động tác thứ nhất. Động tác này nó có ba rồi. Động tác thứ hai cũng giống vậy, đưa lên vậy, cái này nó giống tới đây, bây giờ nó lại
khi nó vô thì nó chéo tay về thì nó xòe ra cái này để cho nó tan hết cái máu bọc cái những cái mạch máu sau đây nó tan nhẹ. Thế mà bây giờ này vẫn giống vậy, cái này nó sống, cái này nó sống vậy, cái đầu nó ép cho nó duỗi một cái máu nó thông từ đâu ra, nó làm tan hết cái máu bọc nó lên là căng ngưng thẳng vậy. Hết nhất bởi vì người đau tim nó hay nhức rẻ lắm, nhức cả chân nhức ở lại cái người bệnh bệnh tim thì máu nó ứng đây, nếu mà người bị đau vai thì làm cái động tác này nhức ở vai này mình sẽ đưa lên nó xoay xéo đi chém xuống đây bóng cái này lại, cái mạch này nó bóng theo cái làn này bị xoắn nhẹ cứ cú từ từ xuống đầu ép xuống đây duỗi nó một cái đó. Hai cái đường này nó xoắn, hai cái thằng mạch nó xoắn nó nhiều nó xoắn qua đây, tức là cái khúc bị phát nhiều nhất là khúc này thì máu này bị dồn mà là căng ngưng ngưng cho nó lại rồi bắt đầu nó tan ra xả nó tan bản thân tụ cầu ở thực thứ hai. Hai động tác đó làm tan hết cái máu trước không sau rồi động tác thứ ba nó đánh vô tim được thứ ba đánh vô tim xoay rồi vậy thẳng luôn. Bây giờ cái bàn tay nó về nè, nằm nó cái này nó do động tác kéo một sợi dây này, nó teo cái gì xưa nó teo sợi dây chỉ muốn nó muốn lấy sợi dây này cái bàn tay nó về nè, nó để mèo người ta nó xoắn như vậy thì cái tay nó mới vững thì nó đứng nó về nè, cái tay này nó quơ cái sợi dây này, cái sợi dây nó nằm đây quơ giữa nó nằm lại, hai ngón tay lôi, cái này giống như lôi kéo lưới, cái này động tác của người ngư dân nó kéo lưới ngoài biển, sợi dây nó không phải nó ở đây, nó cuốn như cổ tay, cuốn như cổ tay trước, rồi nó nắm vào bàn tay, nắm bàn tay thường thường cái khi mà nó lôi về là cái áp lực nó nằm ở hai ngón cuốn theo nó đè chặt cái đây, nắm cái dây chặt cái đây, hai ngón tay này bây giờ nó sẵn rồi, bây giờ để ý nè, cái chân nó nước lên, cái này nó sẵn, sẵn. Rõ ràng hai cơn sóng nó sẽ đi qua tim, thấy không? Này, ngửa nè, đó là khí nó qua tim, là căng ba hơi, ngưng đứng thẳng, ba hơi, xả, cú cầm nhõng nhõng. Bây giờ bạn hôm nay đọc một bài này, đó là anh đọc cái bài đó. Thứ bài, rất nhiều tim. Đưa ra, quẹo kia, nắm sẽ dày, cũng thấy bà nó khó lắm, cái chân ngựa này nhỉ, nó không cho máu chảy xuống dưới đây, khóa dưới, còn cái sông mà máu này nó dồn này, mà nó nắm vậy nó nắm ngựa thì nó đi vô này, nên hai cái này, nếu bà biết lấy cái đường thẳng là chạy đây có sự chỉ, nối sự chỉ với cái tay tay sau nó xuyên qua tim thế, càng khí qua tim rồi. Ngưng cũng thẳng, thở và thở, rụ, hạ đầu, rồi, sạc, thuộc đầu. Đó, cứ nằm như vậy. Tập của đó là khỏe tim. Mà tim của em tập có thể mạnh, thận nó kéo, mạnh, thận khỏe theo. Sẵn sàng nó hỏi lại, tại cái động tác á, thả này, của tim á. Con thấy là con làm gì cái cơ nó mạnh hơn là cái dạng ấy, tức là giống như mình nói kinh mạnh hết, tức là bấm một bài nè. Thấy nó nổi nhiều hơn là so với bấm vậy. Tim hai ngón lận. Hai ngón rồi. Bấm hai thằng lận. Đôi sống này đó. Đồng ý con nói là mình thường làm vậy không? Tức là cái cơ này nè, tức là cái đường này nó mạnh, nó bự hơn. Thì đó thì mình tùy mình. Còn con bấm vậy thì không có thấy cái đường cơ nào cứng lên. Thì mình để dây người ta. Nếu mình cầm nhận. Giờ thấy cái đường cơ nó mạnh hơn. Thì thắng nhiều. Bự hơn sao cái vậy vậy cái đường này nó bự hơn. Em dựng cái đây kéo vô. Đó, em đứng vậy ha. Nè. Khi em đứng còn vậy đó. Đây để vậy. Chân cắt một bàn chân. Đó là em xoay hai cái gót, một cái gót rồi. Cái gót này nè. Ý cái gót người ta. Thấy không? Đó là để bị giữ vững thôi cái gì á, cái tay kéo nè.
nè, em thấy cái tay nó cứ dưới gầm là sao, nó sống là sao, thấy không, nó ngửa ra sao rồi nó giống như tắt nước, nó có động tác nó thôi, nó vươn hết cái vai rồi để nó tàn hết cái bọc mặt máu xung quanh vai rồi đưa lên nhà nè, nó đắp ốp dẫn thành ngựa kéo ra sao rồi nó bọc thành vòng tròn ra sao, thấy không, làm cái dáng hết vui rồi đó, tay nó không quan trọng đó, đồ vẫn chưa mất ra phía trước bọc này là bọc lên này là mới động tác chuẩn bị đó, để cho bạn giãn vươn vai là vươn vai ra thôi, cắt nước ra rồi này nó bóng lại bóng một ngón thôi, bây giờ cái ngón đang bóng đang giờ bóng ra những cái sóng từ từ dù cái thẳng này ra bóng sát cái này xuống đó rồi thả lỏng nha, được không, còn còn gì hết mình nghèo rồi lúc nào không ra đó, bởi vậy thằng em cứng hơn người nó mới nó không có dẻo bóng cái sóng nè sẵn cái đó bên kia kìa, cái này xong nằm đứng được cái nước bụng chân lên, thấy không, nó căng thì tới cái bụng mình, còn cái này á sẵn đây mình căng, nó căng cái nách nè, ưỡn lưng ưỡn lưng nó rõ rõ đứng về thở đều qua thôi rồi đứng thẳng đây có thấy nó bắt đầu thấy máu nó lan tan hết cái khuôn mình, cái bú gì nó tan hết, xong đứng thẳng lên cho cái bú nó lắng cái cặn xuống chân này, đứng nhờ nó lắng cặn cái chất độc nó lắng xuống ruột già với cái gan gan thận nó lọc ra, đứng cho nó lắng xuống, xong cái xoay vô giữa là rút chân lại rũ xuống, nó phải lắc cái tay này nó mềm thả lỏng, mình lắc cho nó mềm nhưng đừng có rung nó thành nó tan hết cái mỡ bầm, xong nó đứng lên nè không có để thẳng lên hạ xuống là nó căng duỗi là nó lên rũ nó mềm, xong tương tự bên kia cái đứng này cái quay bên này và bên kia là cái thu công này không có khác đâu này, cái thu công này không có khác đâu, khác cái nào cũng khác à, cái khác to ra tại vì cái khác đó nó trong cái phổi luôn, nó đẩy cái hơi độc trong phổi ra, tất cả các động tác khí công là cuối cùng nó động cái hơi độc mà phổi sẽ thải cái hơi độc của cái tạng đó ra ngoài. Cái này là cho tim này. Tim đó là... mà tim nó có 3 phần, trước ngực, sau lưng và giữa tim. Cái này là trước ngực, quay lại cũng tác nữa. Đứng thẳng nha. Này đứng dài thấy không? Yeah. Nè. Đập cái gót không này, đứng dài phải không? Yeah. Quay cái gót trái qua, quay cái mũi phải qua. Yeah. Đó để giữ thăng bằng, phải chéo cái tay. Nè, đưa cái tay đó nặng ốp vô cái nè ngửa ra. Xoay đỏ đi, kéo tưởng là sau là nó giãn hết cơ bảo bài, thấy không? Rồi cái ông tác ở phía trước nắm lại vậy, cái xoắn từ từ, xoắn nhẹ nhẹ, tùy cái thức mình cứ xoắn xoắn tới ngực kéo ra sau bước cái bằng chân lên, cao lên sau lại thấy cái bắp chuối nó căng ưỡn cái lưng, ưỡn cái cổ căng lên, đó là thấy máu nó thông qua cái tất cả cái bú trong ngực nó tan hết, có cái bú gì trong ngực mà không anh hết, cả cái chuyên gia cũng nghiêng là ưỡn thẳng lên cho nó chết đập nó lắng xuống, thấy nó lắng thấy cái gì nó lắng cái gì nó lắng xuống cái kia thì nó biến mất hết cái trạng thái rồi, sau đi giữa ông đứng yên, đứng yên xoay qua đây xoay qua bên phía trước, xoay phía trước nè, đang đứng vậy xoay phía trước này thu cái chân vậy rũ xuống lắc hết mỏi này thở ra nó mềm không có mỏi trên cơ, em đang không có mỏi rồi thở đều xong rồi ba hơi xong rồi thùng cọc duỗi cái tay lên thẳng góc tay hạ thẳng xuống là nó căng để ngay lúc mình hạ xuống là nó căng ngửa ra thẳng à đó là hơi độc tim nó ra ngoài mình thở đủ đó nhẹ to làm cái bài một cái này mình có cần dùng lực gì không bạn? Không cần căng gì không? Đâu còn em cứ thẳng cái cùi chỏ nè, cái này chín quy độ là em thấy nó căng cứng rồi, nó tự căng thấy không? Tự căng cho nó có bằng mà cứ để vậy rồi để hạ từ từ để thẳng luôn vậy, cứ đánh giữ thì hạ xuống căng giữ hơn nữa thấy không, ngửa cổ ra cắt giữa cái người ra làm căng bằng thân căng căng thạc liền thạc một cái ngửa nó lăn căng vậy thạc ra thạc ra sau cái em giữ hai tay hai bên nè rồi nó thăng bằng rồi cái này mày để cho chín độ thẳng mấy độ ở trên này nó đặt khó rồi căng xuống căng căng thấy không, anh cứ giữ thẳng cùi chỏ thẳng ra thấy nó căng cứng rồi không phải gồng, thành ra người ta tưởng gồng không phải, cái đó là căng cơ, cơ bị kéo hai đầu đó, cái bài thức thứ năm như vậy.
chéo ta, rồi úp ngược là sao, giống như hốt là sao vậy, giống như vươn vai vậy đó. Làm sao làm biển làm tôi thoải mái nè, thoải mái vươn này cho nó giãn cái thắt lưng động lực úp cái tay lại giữ phần lưng như tỷ không té đá nó rồi cái sẵn cái thể sẵn thì bắt cái khăn từ cái tay là cái khăn mặt sắt như thế đó vươn lưng đẹp lắm này. Ờ nó kẹp lại hai cái chỗ này chìa sẵn là kẹp lắm này. Ờ kẹp chìa ở phía sau giữa lưng lực ứng ra thấy không, tàn hết cái khuyến ngực, nó hết đau đớn cái phần ngực trên đó. Nó có những miếng ngầm ngầm nó làm lâu ngày được sẽ bình tĩnh máu khi nó ép mạnh ra nổ tàn cái nó xong đứng thẳng lên cho nó lắng cái chất độc xuống rồi rủ xuống một là nghỉ ngơi là nó nghỉ xong thu công à, thu công là thẳng chất độc rồi nhỏ hai chân luôn mà hai chân hơi đứng trên hai đường thẳng nó không phải giờ nãy anh đứng dậy xong qua này thấy không, hai đường thẳng này nó trồn chứ anh đứng trên một đường thẳng té chết luôn, hai đường thẳng rồi mình nhón hai gót lại luôn á, chĩa thắt xuống đó, nhón thì nó chĩa xuống nó phải dở mình thấy không, là cột sống cứng lắm nó mới chịu nổi đó, chống xuống ngước cái đầu lên đó, nhón có càng cao càng tốt đó, nó phải dở rồi mới giống vậy thấy nó chịu lực một chân này có chịu lực không này nhé. Chỉa xuống kìa, đứng trên đầu nó chung chỉa xuống hai gót người ta xong đứng thẳng lên rồi bây giờ này dài chống hai ngón tay vậy nè hướng ngẩng cái đầu hướng là xong cao nhiêu tốt thấy không, giãn hết cơ thể rồi để vậy nhẹ nhàng đứng gồng để đứng gồng không gồng hết không gồng chỉ để những cái sống đó một cổ tay cua chỏ và thả lỏng nó mới sắn được, còn gồng là nó lại bung ra. Ờ có gì dùng nó gồng nó bung ra nó ngược lại, nhiều người không có hiểu cái khăn là đang cơ bắp gồng sao mà sắn thả lỏng mà càng mềm như nó sắn càng nhiều đó, rồi sắn 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 đứng đó, cứng ở tại cơ bắp gân mình nó không có biết tập luyện nó cứng hết lại. Con nít chị em thấy bây giờ nó gồng có làm mềm nó mềm giống con nít đấy. Rửa nước bằng chân cũng nước tự nhiên lên nước cao lên thì nó căng cứng rồi cái lưng ưỡn nhiều cái ngực ưỡn nhiều cái cổ ưỡn nhiều là nó thoải mái với chỗ ưỡn xong đứng thẳng lên thanh nó lắm xong gì nó chạy xuống sàn dưới chân nhìn cho nó hết cái chuyện hạt hiện tượng đó xong xoay vô giữa lúc nè đứng dậy xoay chân vô giữa đủ xuống làm như là cái xác chết rồi là ngủ á xoay vô giữa là ngủ mình ngủ loáng khi con người ta ngủ loáng ngủ đúng là cơ thở thở nó bình ổn tim không đập nhanh rồi nó thu tôi con mình vừa lên thẳng căng ngưng căng a ngưng rủ nằm trúng cả người nó bừng bừng có cái sức sống tăng như người thấy rõ luôn cái người nó mà nó hơi có khỏe thì một chút vậy nó hay vậy đó rất đơn giản mà nó người nó không có khỏe sướng lắm rồi đập một trúng cả nó sướng sướng tự nhiên thấy vậy vậy làm sao mà không khoái được nó không có mệt chứ em thấy người nó đã cái đó là sự sảng khoái của tế bào trong đôi khi còn gọi là thông sướng nói vậy cái từ nó hay lắm thông mà sướng của tế bào nó trúng cái là thông sướng vậy thì toàn cơ thể không khỏe được trời ơi tập cái động tác của họ hay rất là hay mà nghiên cứu ngân hàng lắm rồi không thể dục không có được không có ngành nào có cái môn nào mà tập mình thấy cái người tập thấy liền thấy sướng người ra đang mệt mệt tập cũng phải khỏe kìa đuối sáng rồi không cần ăn uống nha khoảng cần uống chất bỏ mình quên một cái người tích hơi khỏe thấy nó hưng phấn lên không cần chất bỏ không cần uống nước tích không cần xăm không cần đông trùng hạ thảo không cần cái thứ gì hết còn ngon hơn cái thứ đó uống vô chưa chắc bằng thấy rõ vậy luôn á hay vậy chứ vô uống xong không thấy khỏe vậy đông thầy cũng uống thử là đông trùng hạ thảo cũng có được cái vậy luôn những cái thức bổ nhất trên đời học trò nó có nó cho mình thử cao tao chả thấy bằng bằng cái bài tập tập một cái nó sướng thử thiệt nó chứ không phải mình nói xạo cả từ rượu rắn vậy rượu cao hổ cốt này tay gấu này mật gấu ta uống vô thấy nó chiên
hầu như nó như là loại loại giống như thuốc kích thích thần kinh ra thôi, còn cái tế bào tao nó không có đã, cái tế bào tao đang bị yếu không có đã, nó kích hệ thần kinh thôi, nó làm đúng thấy không, một thức của nó thôi, rồi nó sẽ chung chốn nó hằng cái sự năng động nó tăng lên, cái sự sống nó tăng, muốn sống. Với một cái thức thứ hai là cứu sự, thứ hai chúng là thứ hai cũng vậy, sau bây giờ chéo tại cũng vậy, cũng vô nha, nó lên kia này nó chéo vậy, nó lại xoay dữ vậy, không có làm những cái động tác một ăn cứ tác rồi động tác một vô tác vươn vai vô động tác rồi kỳ này anh không có kéo vô luôn, kéo vô luôn rồi bây giờ đang chéo vậy đó, cái em giống hai người ta đi giật thôi. Trẻ ở đó vậy mà úp bóng cũng có chỗ rồi, chân như thẳng này vẫn đứng vậy thôi, xuống vậy bóng ngón này lại, rồi giờ cái này em sống theo chiều dọc đó, có kim sống ngược chiều lại cuốn cái đầu sát cái cụ chỗ thôi đó, thấy nó căng tàn hết máu ở bả vai, cái đường cuốn sắp xuống bao nhiêu thì nó tàn máu bầm cái gì, chân giữ thẳng này, giữ thẳng cái chân là co, chân trước co lại, chân sau duỗi đó, giờ nó giữ thăng bằng cái xoắn này cái tao ba nó đỡ, nó dễ chịu, ba đứng thẳng lên, đứng thẳng không có đứng đó là căng, ngưng thở qua hơi đè, ngưng cái nghiền qua hơi rụt quay giữa rụt, lúc mà đứng nghề xuống nghĩ là thẳng hay là xuống mà đứng thẳng lên thôi đó là ngưng cho nó lắng cái đập xuống, mà lúc cái đập sau lưng nó lắng xuống sau lưng đó. Rồi xây giữa thả lỏng thu đó, vậy đó, mà cái này nó chỉ khác là nó chém xuống vậy, rồi hai đây nó sắn vậy, nó như cái khăn sắn thì cái phần càng chú sắp xuống là càng đã xuống tới đây luôn, mạnh lắm á, mà từ từ mỗi ngày xuống cái đó cũng cho tim luôn này, tim luôn chạy đến tan hết cái máu vòng sau cái bờ tim sau này, cái hàng trăm cái cơ bắp này nó chứa máu độc không á, nó cản máu trong tim ra không có được, tán của nó cứ giống như cái tới cái tàu đuổi tụi xe Honda đi sao không có qua được, ông đá nhiều lắm, cái cầu cái cầu nghẹt là tụi ông ra không hả lại sao ơi, ngoài đời cũng vậy, cái thằng lóc chóc nó mới chết mệt á, cái mình móc con nó mới làm hại thằng mình móc chín, người ta không biết cái lo mà nó chín không à, biểu xe đi mẹ xe ông đa đầy sao tao đi, giờ muốn thông máu tim mà tim nó xung quanh toàn là mấy cái thằng lóc nhóc cái mạch như sợi chỉ nó nằm đầy hết, tụi bay không có thông bắt tao đi, đi không được đó là em phải duỗi xuống cái chân sau duỗi thẳng, chân trước co đó, duỗi ra cái đầu ép sát như cái gõ là thấy nó giả cái lưng xong đứng thẳng lên thả rũ hả thay đứng như thở đều, xong quay ra phía trước rũ nghỉ thả lỏng hết những cái xác chết này, nhắm mắt lại thở đều thấy tôi rồi thu cọ luôn luôn phải lấy trạng thái cơ thể làm chính, đừng lấy động tác thấy dễ chịu cái gì sao ai biểu thành mạnh quá mà ta phải vừa thôi mà thắng tham nhiều, người biểu uống ngụm uống thôi, tham cho ba ngụm uống cho mình chết, tham người tổng cái đầu muốn tối đa mà từ từ mỗi ngày mỗi tâm sức, bây giờ ta nói sức 10 là tập 8 thôi, rồi mỗi ngày tăng lên thì người ta vừa chơi luôn không à, mẹ 10 tới 8 thôi, mẹ giống như chạy sức chạy 70 thì chạy 70, chạy 60 thì mày mới được đụng chuyện, mày mới đỡ được, chứ nó đụng chuyện ai ra đâu á, ai chứ chạy mất mùa lệ thủy lúc mới tới đó cái phản xạ thì không đủ để đối phó, thì khi em làm 80 thì nó bị kẹo đó, nó tự đối phó, nó bị vậy thì em phải làm vậy nè tốt xoay hết nè, đưa là cái ngửa ha, nè úp nè ngửa xoay lên đầu rồi xoay vẫn ngửa này xoay lòng úp nè, chui nách chui ra, chui nách chui ra hết rồi vậy không tại mày làm ẩu mà tại mày chỉ được cho nó chui ra, con chuột nó chạy bậy rồi không cái con chuột nó chui ra lại rồi hồi nãy là nhanh lắm chạy ra không kịp, con còn nằm trong nè úp nha, đừng ngửa rồi xoay cổ tay lên đầu ngửa tiếp chui trong mắt ra cái khí nó bị kẹt cái đưa cho nó ra vậy thôi, nó thấy gì không biết nó nằm trong nó hay lắm, nó nằm như có cái con gì ở trong, nó có cái đường ra mà không biết là nó không có ra được, đau chết mẹ luôn mà làm đúng hết này, nó hay đâu phải là gì, nó không phải đau cơ, khí nó kẹt á, ốc phải cho anh thầy nè
hút, mình hút nó ngửa, mình hút phải kéo qua bên này, đừng ngửa qua bên này, mình hút phải kéo qua bên bên này, rồi ngửa qua bên kia, rồi xoay lên đầu, xoay ra trước, chĩa ra trước, chĩa ra trước, rồi móc ra phía sau ra, chui xuống thấp, chui vô lắm, chui xuống cái hông mình chui ra ngoài hết rồi. Đó, nó không thuộc không được ra chỉ nó ra chạy nó sợ quá chạy thùng lum rồi từ từ chạy cho mình chui ra con làm ẩu quá ra không kịp có con chuột nó chạy vậy thấy rõ ràng là như tốt nó chơi mà thấy rõ ràng là hết rồi tất cả đây là ông cũng đẹp hay là ông chỉ biết vậy thôi là mấy thằng này thằng chép không chép lại thôi chứ ốp trên mạng sao in không kiếm tiền chép người ta học trò thế thôi đừng học trò đó rồi tập rồi đi chép nó chết trùng luôn nó ra nó chép trên mạng xuống rồi nó chép cái thằng cha nào vô cái nó bán cho cái tiền mấy thằng chị thấy hoành tráng quá hình tráng lắm làm cho đẹp lên nó nhiều nó sắc to quá đẹp không có làm được cái gì thấy hoành tráng quá trời nhưng thì hỏi nó tôi nghề in sách kiếm tiền nó hỏi tôi có tập đâu chết rồi điện tới mấy thằng ta in nó không biết gì đâu mà chết người ta cái thằng nào in sách nào phải dành thành cái môn đó còn Việt Nam mà muốn in gì hết nè cái thằng in nó tôi biết in thôi à. Tôi biên tập tôi biết sửa chữ thôi không có tập mẹ vậy đó thì chết mình điện tới mình thấy thì đúng không cái sách nào in ra mà điện tới cái người viết sách họ chỉ mình được là họ có tập rồi còn mình điện tới chỗ sản xuất cái nhà sách này mấy thằng cha tác giả hỏi nhà hỏi cửa điện tới không biết gì hết đừng có học thì nó có tập đâu nó cho mình là con chuột bạch tập á chết mình á thì mình phải cẩn thận sách vở là phải cẩn thận cái người tập là họ viết họ có trách nhiệm còn người mà viết sách là họ in sách nhiều họ kiếm tiền thì khác chứ. Số hai xong rồi tập số ba thứ ba cũng giống vậy cũng xoay qua nhưng mà nó lùi dài đừng có bao nhiêu tác nữa đó rồi vô dây nè em nó vô nè vô dây nó cũng vậy thôi nè em thôi lấy quay là đã đi nhiều người có hiểu động tác thì ra khó tập lắm. Đó, như cái lúc dậy. Nè, nè, nè. Cầm đi. Cầm rồi. Cái động tác này xưa nè. Khi là cái này ta hết. Nè. Nghe không? Không ai hiểu. Đó. Nó chụp không dính đâu. Nó phải đặt từ ngoài vô. Nó cuốn nó chắc hẳn. Chứ nó chụp thì hụt nữa. Như này này. Nè, tất cả từ ngoài này chứ. Còn bên này như vậy. Sao? Đó, giờ về nhà cả treo cái dây lên tập những kiểu thì cái não tưởng tượng là tập. Đó, nghèo đỏ, trùng. Đó, nắm vô. Rồi nắm dây đó. Thấy không, nó cuốn thì có tay mạnh hơn chứ. Dạ. Nghèo, kéo nó mới mạnh. Đó, rồi, đó. Thấy không, mà nó móng hai móng thôi. Hay lắm, trời ơi, tôi đồng cát mà họ nghiên cứu rất là kỹ, mình làm không hiểu, mình làm sai, không có hiệu suất gì đó, không có hiệu quả. Hiểu rồi tập hay lắm, nó có khoa học tập, cho người muốn làm cứ muốn quẹt thôi, còn làm được đẹp, không có đẹp, mình nắm sự trang sự và chết mày chúng ta. Thì muốn giống cũng, nào đứng cũng quay tắt nước hay không? Mà kéo vô, cũng kéo vô đây, giờ giăng tay ra nè, nắm dây, vậy thôi. Cái tay nè. Ví dụ tắt nước nè, đúng là tắt nước không? Thì cũng vuông vậy giống vậy ha. Rồi cú xuống nè, xả tay nè, trên đường nghe đó, cú. Rồi kéo. Rồi hai tay, cái tay sau cũng giống vậy. Ngưỡng này. Nè, xoắn này, nắm hai ngón tay lại. Xoắn vậy ha. Cái tay phía sau cũng nhẹ, xoắn được. Chiều lại, hai cái đối chiều, đối ứng. Xoắn như cái ngưỡng này, cái cần cái tiền, quà tiền này. Cái cùi tỏ tâm. Đó, cái này cũng tâm, sẵn nè. Cái này sẵn được rồi, cả hai cái này chuyển qua tiền, ngựa, rồi lại qua. Dưới cái chân này đó, sẵn rồi đó. Thấy không, nó hoàn với cái tim, cái đó là nó dựng xuyên tim luôn. Ok đó. Nó đứng xuyên qua nó tim rồi. Nó đứng dậy trong tim nó vô. Cô nghe không? Dạ. Tiếp nó vô ngay tim luôn, thấy nó vô ngay cái cục ngực nè. Nghe lắm. Thấy rõ không? Tập nó phải dậy nó mới cảm nhận được. Lúc mà mình cấp năng lượng cho tim, mình thấy nó vô thẳng mà tim đang hoạt động nó vẫn lấy năng lượng được. Người phi công hồi xưa nó hay vậy. Cơ thể đang hoạt động vẫn đập được chứ không phải bắt ngừng lại. Còn tay y nó mà hiểu ngừng cái tim lại sao mà chữa. Nó không thấy nó nhúc nhích vậy, nó đang nhúc nhích nè.
ta cho nó ăn giống như con thú mà giết làm sao mà ăn, nó đang sống cho nó ăn thấy nó ngon hay không ngon mới biết nha, giết mẹ nó sao nó biết ngon. Con thú nuôi mà mình đang nuôi tim, cái công là nuôi cái tim chứ, để miễn tim chết cho nó nằm yên, chết thuốc bổ không, nó đang sống cho gì nó thôi sướng nó sướng, con chó thì cho gì ăn nó cứ khoái khác cái gì giết nó rồi rồi biểu thức dậy nó ăn nữa, tay luôn luôn là tê liệt rồi mới làm. Đây ta đang sống tận cấp luôn, coi nó phản xạ sao cấp khi nào thấy nó sướng là đúng vậy thôi. Con vương giống vậy thôi, nó khéo trong ngực luôn, thả rỗng cái tay xuống nắm dây vậy thôi, không biết nắm dây kéo rồi cái tay kia ngược chiều lại thôi, kéo sống vô kéo mà cái vai thì thẳng như vậy chứ bay qua ngang chứ bay ngoài ngoài ngang ngang đó, rồi hai tay vậy bắt đầu mới lôi đời như vậy, lôi dây lôi dây là nó không phải lôi mà nó xoắn hai cái tay lại thôi, ngửa bằng chân ngửa cổ nó cạn hai nó qua tim rồi đó, đứng yên ba hơi đứng thẳng hạ cái độc tim cái chất độc tim nó lắng xuống chân rủ nghỉ tú lại còn cái kia cái thứ năm nó ba thằng nhiều đó thằng chết luôn, ai nó khỏe tim mà tim nó khỏe là thận nó mạnh, thì hai thằng đối lập, thằng tim yếu mà thằng thận thằng thận nó yếu mà thằng tim mạnh, thằng thận nó lên thang tại thằng tim nó kéo bớt, nó kéo bớt sức nó phụ cho thằng thận thì trong đó cái thận cũng dễ chịu ra, nó ai vậy đó. Mình tập vậy thấy cái thận dễ chịu ngớp lại vậy. Tập lại ba thức, nó thức thứ năm từ cái điểm đầu mình xuống tới thấp dưới mà nó trên đường thẳng là tốt, mà nó không xem xẻo với cột sống thì mẹ này khó là không có có gì cái vững, nó là cái cột sống không, cột sống giỏ là thua, nó như cầm một 24 cái chồng dĩa mà đứng lên xuống đường cho nó là coi lực lại, có bị giỡn đâu, cái cột sống là 24 cột sống nó nằm trên một cái trục làm sao đứng lên xuống đường nó là qua lực lại, bình thường mà người yếu đứng dậy cũng được, rung nhé, tập qua nó thẳng là khỏe, cuộc sống mà nó thẳng thì khỏe, thì đa số cuộc sống người ta méo mó không à, mình tưởng tượng 24 cái dĩa mình bưng một chồng đi mà sao đừng có méo mó quá lại, nó phải tập hoài cho nó thẳng. Ủa cái tay này chỉ cần móc vậy thôi hả thầy? Ở sắp cái đó trong cái hai tay này ngược chiều nè, nghe không, ngược chiều nhau chứ nè, cái ngược chiều thì nó qua tim rồi, mà cái vai đừng có xéo nha, đứng thẳng vậy thì nó qua tim nè, nghe không, sắp vậy rồi ngửa, đó, cái tay này hai lúc ngửa lại song song từ từ cái chiều ngược chiều hai chiều sắp tới nó xuyên tim luôn, cứ đi như thả lẻo không được thả, giữ nguyên cái thằng không có được thả ra, lúc xong hết đủ xong thì mới thấy thấy trạng thái căng cái tim lên, từ từ thấy nó ngưng cái chất độc nó lắng xuống bụng, không thả thấy nó biến hết, rủ xuống ngủ nó làm nữa, chờ tim đập đều rồi thu bao thứ năm. Nó dài, nó có 3 thức coi như là một buổi tập rồi. Hôm nay chỉ các bạn một thức năm để tập. Thức nào quan trọng là tập kỹ, điều quan trọng là tim. Trong người hai quan trọng là tim và thận. Tập cái 6 thì phải để tới 6 tập. 6 đây. Nghỉ mấy ngày rồi. Thứ 6 đứng vậy nha. Quay đi. Thứ 6 vậy giống nè đúng vậy ha, wow vậy bây giờ có tay nó đưa lên nè, nè 42 ngón nè, nó đáng nhẽ là bấm chắc nhưng mà bấm hờ thôi nè, bấm hờ bấm kinh mạnh vô nó căng giống như thức một á, úp này phụ che lại, ưỡn cái bụng ngay giữa ức và cái núm, ưỡn cái khúc ở giữa nè, nhấc ngón nhẹ này còn nhịp ưỡn lưng, ưỡn ngực, ưỡn cổ, đứng như thọc, 1, 2, 3 hơi cứng thẳng lên, cũng để 1, 2, 3 thả, xẹo, thở, thư giãn,
xong thu công. Thứ sáu vậy. Sáu nên đơn giản hơn chút nào, làm lại nha nè, đứng dậy. Chéo tay. Xòe ra, hất lên. Hai ngón cái ngón út bấm lại mà không cho chạm nhau, cứ mạnh vô, sát vô. Phủ ba ngón lại. Ưỡn trung quản là ưỡn giữa cái ức với cái rúng, là ngay cái khúc ruột non, cái đại thức này nó làm mạnh ruột non, ưỡn ruột non lên. Hơi cái gót hơi nhất lên, cái lưng gót cái hơi cái vai là ngựa đó. Giữ thẳng mặt. Đặt căng. Và hờ. Xong đứng thẳng lên. Vẫn để phủ mà vẫn này vẫn ngập. Mà ngưng. Họ thở ba hơi. Xong thư giãn. Thả lỏng. Xong tập thể là thương công. Giống nhau. À. Hai tập nó lắc ghi lại tập tập 7 rồi 6 7 7 này là thứ 7 là nó dính tới cái sức khỏe ngón tay cái ngón tay thứ 7 là bài bắt đầu hít đất rồi nó hít được hết năm ngón nha. Vừa không giờ này nhưng mà nó ngồi giống sáu ngồi xuống trước rồi nó đang nó đèn ngón tay lên là một hai ba bốn ba hai đèn nó lên một hai ba bốn năm năm bốn ba hai một đèn qua lại cho nó dẻo dẻo ngón tay đèn qua một hai ba bốn một hai ba bốn cái này đèn vẫn một bên kia hai ba bốn xong cũng lên dừng hết đó. Nếu người mà yếu thì hết phần năm ngón, người giỏi thì hết hai ngón, mới đầu năm mới đầu hết năm ngón xong nữa hết bốn ngón, nữa hết ba ngón xong hết hai ngón, tập từ từ vậy, hiện nay mới đầu năm ngón để đứng giữa, con người giỏi hết hai ngón, để vậy, gần gần ngón, không được năm ngón để luôn, năm ngón thì nhiều. Cái này trong khiến nó mở giáp tức nằm mở có năm ngón tay để không căng nhất tập từ đây cũng như đứng thở cái mà mệt thở đó chân tốt thứ nhất thứ hai là bước tới đứng một chân trong hai tay giờ chân như đây bây giờ từ từ đóng mũi bạn xè càng phải đứng như con gà rồi đứng khoảng 3 giây. Căng lâu còn tốt đúng không vậy? Thứ ba là mình nhón lên, ôm. Người khỏe là không cần đứng đương, người khỏe là làm liên tục. Còn mình yếu phải đứng đương đương cho nó thở đều ra. Là 4, 3, 4, 1, 2. Thứ ba là hít rất nhiều. Nếu hít không năm ngón hít ba ngón hít mũi mũi một hai ba bốn năm hít chết mũi cắt mô cong ưỡn ỉnh cái lưng sát xuống còn không quen là ưỡn cái lưng xuống đó để cái lưng xuống ưỡn lên đầu cái đầu ưỡn lên hướng là đó đè này xuống đó một cái đường cái ưỡn lên làm năm cái vậy đè cái đi xuống sát là ưỡn cái đầu lên rồi ngửa cái đầu lên đó cho nó thông mạnh hơn chút sau nữa còn nhiệt khí không có là chết nha yeah.
vơ dòng lên, vơ đi, ở trong thì vơ ra, vơ lên, bấm, phủ thì tốt cái bàn tay lắm, bấm này, ưỡn cái bụng ngay cái trung quả, ngay cái môn tử, ngay cái bụng non nữa, hơi nhỏ ưỡn cái bụng lên, đó, cái ta kéo vậy, nắm cái này, em nắm cái này, nắm chặt vô, nắm cái tay của thầy, nắm chặt kéo vô, đó, phải nắm cái ý đó nè. Xe nó tay ra nắm này thôi, nó chặt ra luôn vô dữ quá này, phải đóng mà hai ngón nó để kiếm cái sợi giấy nóng lôi mạnh vô, nhưng mà không cái này phải ép lực cái này, ép lực vô kéo vô, nếu nhờ vô quen là bấm chặt vô cái này, chặt vô lôi cái gì vô nè, cầm cái điện thoại lôi vô coi, xe tay thẳng ra bấm là lôi vô đó, nó mới căng cái bụng nó kỹ nó vậy, không có lực không có nắm này phải kéo. Đó. Cái này mình phải dùng lực ép lực, cái này ép chặt hơn này vô, ép sát vô, còn tôi nắm chặt vô đi, mới đầu tôi chạm hai ngón tay lại nóng gì lôi vô, bấm mạnh vô, ưỡn bụng lên là căng, hơi ưỡn ngực đứng thở, 1 2 3 xong ngưng đứng thẳng, 1 2 3 xả, xả lại, xong chống trở lại, giơ lên thủ công. Yeah. Hít đất, cái đó là nó mở giáp tích và nó mở mịn môn, tức là ngay ngược sau là cái phía sau này, phía trước đây là đang đi đảng trung, phía sau là giáp tích, tức là nó làm cho giãn cái lực sau lưng này, hít đất nhẹ ra, còn cái việc ướn cái lưng xuống đất, ướn cái lưng đi xuống đất là mở mịn môn, tức là nó mở mịn môn, nghe không? Còn cái giáp tích một xe đẹp vậy, dễ không? Hai cái ra ba ép vô vậy, lủng cái lưng sau lưng, mình nhắc tới còn bị gì sao mà nó nhức lại là... đó nhức nhiều như mới đầu cái này mới đập được, phải đập cái tường trước trước nhà rồi xuống dần, thấp dần, thấp dần xuống đất, hít đất trên tường đó, đó hình cái ngực sát vào quanh hai cái cùi chỏ đó, cho nó mở đó, đó mới đầu cao xuống dần nó mới mở ra cái tường. Qua nó mở giáp tích, mở mình môn thì cuộc sống nó mới thông. Nó mới đầu đứng yên, lập về nhà xuống thấp thì thấp rồi biết sát đất thôi. Sau mở mình môn cứ đứng dậy, ép cái đứt vô chưa được từ. Trường ra để sát ở đây xuống dưới, ép cái, có cái khe dưới lưng, cái khe nó phải kẹp từ giấy được mới được, kẹp giấy được mà chưa mở cái tích, còn cái lưng nó có cái đường, có cái nét nhăn ngay cái lưng, cưa cái người làm hai là đường mạnh môn, giáp tích là cái đường nó rộng nửa người đọc từ dưới này giáp tích, còn mạnh môn nó chặt tích ngang lên cái đường cong, cái đường trên người nó hiện đường cong, người có cái đó mới khỏe, không có cái đường đó không khỏe.
Tổng tác như nhau một cái khác cho nó giống như ngón tay.